Con này mình độ được bao nhiêu ký không? Một thỏ. Dạ. Cá thu với cá ngừ dương, sọc dương. Sức khỏe nha bác nha. Dạ. Dạ, mình chào cô chú anh chị mình nha. Rất vui khi được gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong video mới nhất của mình. Bây giờ cũng hơn 6 giờ sáng rồi. Mình cùng với bạn Đạt và bạn Bảo nè. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Hiện tại ba anh em đang có mặt tại làng chài Hải Minh thuộc phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định. Hồi nãy là ba anh em bắt đò nè. Chỉ có 20 ngàn thôi, ba đứa từ cầu Hàm Tử á, chỗ ngay cảng Quy Nhơn á, bắt đò qua đây, qua làng chài Hải Minh. Em cũng thấy bà con ai đi làm, đi học hay là đi gì cũng phải đi đò. Đi đò. Đi đò ra bên đó. Đặc biệt ở đây là không có đi xe máy. Dạ, tại vì làng chài Hải Minh cũng nhỏ lắm. Mấy cái tàu lớn á, chở container á, cập vào cảng Quy Nhơn để mà bốc hàng á cô chú anh chị. Làng chài Hải Minh này á, nằm trên bán đảo Phương Mai nè. Xa xa đằng kia là tượng đài Trần Hưng Đạo. Chỉ tay vào trung tâm của thành phố Quy Nhơn luôn. Tượng đài đó nằm trên đồi Hải Minh á, được khởi công xây dựng vào năm 1972. Năm 1973 thì hoàn thành. Cao so với mực nước biển là hơn 40 mét. Đây là cửa của cảng Quy Nhơn nè cô chú anh chị. Nhìn thẳng vào phía tây của mình là hướng của đầm Thị Nại đó. Đầm Thị Nại với cầu Thị Nại. Từ đây mình cũng có thể thấy được trung tâm của thành phố Quy Nhơn nè. Có cái đường bãi biển cũng khá là đẹp, đường bãi biển dài luôn á. Trong quận Quy Nhơn này á, nước sâu lắm cho nên rất là thuận tiện cho những cái tàu hàng lớn cập vào đây để bốc những cái container á. Đạt với Bảo là lần đầu tiên đi ra đây luôn đúng không? Dạ. Tụi em ở gần đây mà lần đầu tiên ra ngoài này luôn. Thì Đạt với Bảo ngày trước á, mình có quay và chia sẻ về cái nghề của Bảo nè, cái nghề hái rong mất biển á. Thì thấy nhiều cô chú anh chị cũng rất là quan tâm. Hiện tại hình như là cái nghề rong mất của em là hết rồi đúng không? Dạ hết rồi. Bây giờ là tới mùa đi bắt ốc lặn cá. Mùa đó bây giờ em là cao điểm hơn nghề đó. Sáng nay mấy anh em quyết định qua làng chài Hải Minh tham quan cũng như là uống cà phê ăn sáng. Tại vì đi qua đây cũng gần á, cũng dễ nữa. Mẹ em không biết bên đây có bán đồ ăn sáng không biết. Bây giờ mình sẽ qua bên chợ Hải Minh ha. Tại lúc nãy mình đi anh Minh cũng thấy là có cô qua bên túc mùa bên đó để mua đồ ăn sáng về đây luôn. Mẹ em không biết bên đây có bán đồ ăn sáng hay không. Anh nghĩ chắc có đó. Ở đây thì bà con mình cũng có làm biển nè cô chú anh chị. Mình thấy là có mấy chiếc ghe mành nè. Mấy chú có nói là thường là đánh vào buổi sáng sớm là sẽ di chuyển vào khu vực của cảng Quy Nhơn để mà bán hải sản. Còn ở đây là chủ yếu là neo đậu thôi. Có một cái khu vực ở phía đằng kia là có rất là nhiều bè nổi nè, là bà con mình nuôi hải sản đó. Đặc biệt là cá bớp, cá hồng, cá mú với cá chẽm.
trốn. Dạ mấy chú ơi, ở đây có chỗ nào bán đồ ăn sáng không chú? Xuống dưới lấy tiền. Xuống chợ chú ha. Dạ. Hỏi phở bún rồi gì nữa. Phải bữa đi dạ. Dạ chú. Dạ. Chú có xem video của con đúng không? Dạ. Ông em coi cái vlog. Dạ, con Minh 86 chú. Dạ dạ. Nhìn mày. Có vợ chưa con hả không? Dạ dạ. Mặc phải không? Dạ dạ. Đúng rồi. Dạ. Ok. Dạ cảm ơn chú nhiều. Xuống sáng chúng lên làm kỹ sự luôn, đưa bài luôn. Dạ. Rồi ủng hộ. Rồi. Dạ. Cảm ơn chú. Ok rồi. Dạ con chào chú nha. Bây xe con ngựa phải không? Dạ. Dạ dạ. Bảo ở Xuân Hải. Rồi, Xuân Hải đúng rồi. Đúng rồi ok. Nhớ không? Nói vậy là hiểu chứ nữa. Dạ. Dạ nay lần đầu con ra Hải Minh luôn. Hải Minh. Tại mấy lần ra Quy Nhơn mà chưa có ra Hải Minh. Dạ. Rồi vlog mình cầm số. Bà con mình có họp một phiên chợ nhỏ vào buổi sáng sớm. Bán tầm tiếng. Bán cá, bán tôm, rau củ, rồi trái cây. Tôm nó luộc không ạ? Tôm đỏ ha. Tôm với mực nè. Tàu bơi bán bữa tôm mốt 2 ngàn á. Mới để nửa ký đem về nhà 10 ngàn một lạng. Là 1 ký 100 ngàn. Mới đem về nửa ký cho tú luộc cho khuôn đồ. Còn cái bán này nửa ký. Mình có lấy lần hồng một chút nửa xèo không dựa xèo. Tôm này đổ bánh xèo ngon. Tôm đổ bánh xèo mực nè. Tụi con ăn mua mực là ăn bánh xèo nè. Dạ. Nè con mực con thấy không? Tròn do nè. Dạ. Ủa. Chứ không phải là mực giả. Ta ngâm là nó mềm rồi. Nó xịp lép. Còn đây con thấy không? Con mực thật đã không? Ừ. Dạ. Nó tròn như cái bút chì nữa. Mực giờ lại ăn mới ngon nè. Dạ. 25 ngàn hay là? Là một lạng mười mấy ngàn. Dạ. 12 ngàn. Có nhiều cô chú muốn mình quay sát sát á, mình sẽ cố gắng quay sát cho con chú anh chị mình xem nha. Ai đưa đi học à? Dạ con đi quay YouTube á con. Con ở Bình Thuận luôn. Cá đồ với mặt trăng nha. Tôm vừa lột cái chiếc nha. Cang cang, mua gì ăn cang? Cái gì ở nhá nè. Cái bò đây nè, tiền nâu nhỏ. Cái này thì bà con mình hay nấu canh chua lá giang. Chắc chắc rồi. Này cá cơm trắng hả cô hả? À đúng ạ. Dạ. Ở đâu mà dành nó cũng tính đồ bê. Mình mua là cô sẽ lật đầu luôn. À. Cá này mình về mình làm món gì ngon cô? Nó khô làm gỏi thôi. Dạ. Để không cho làm gì đâu, nó canh bầu được cũng được. Dạ. Đi nó chua, cái bò kia nó chua. Dạ. Phải dẻo rồi. Này bò nú hả cô? Bò này mình chưa ăn nhưng mà nghe bà con mình nói là thịt dai như thịt gà. À đúng á. Dạ. 10 ngàn nó bán 2 lần rồi. 50 ngàn rồi. Của các bà nấu thịt tư miên. Cá cơm đó là 10 ngàn 2 lạng rưỡi á. Bữa nay ăn bát ngon qua hay luôn. Bò nú này là bao nhiêu? Con mua không phải? Dạ con hỏi được không? 4 ngàn. Dạ 40 ngàn ký. Làm gì cũng ngon hết nướng luôn chua dạ. Chỉ có 40 ngàn thôi. Dạ. Con mua nú lộc đàng hoàng chứ lộc cái gì nè? Sạch sẽ rồi, vẫn ướp nước. Dạ. Cháo này là cháo đậu xanh hả bác? Còn vô kia nữa, phở đồ nữa kìa, bún đồ kìa. Dạ, có phở với bún nữa. Ừ, có hết cho trong dịch trong đồ cũng có đó. Bán 10 ngàn. Ly là 10 ngàn. Ừ. Dạ.
Đâu kia phở. Gì? Dạ mình tám sáu cô. Mình tám sáu không? Dạ. Ông thầy cháo đậu xanh này là bà con mình ăn với cá kho nữa. Dạ. Rồi con gửi tiền cô. Dạ. Rồi ở bên đó một ngày tôi coi thầy thằng này cũng 100 lần rồi. Dạ, cảm ơn cô. Mình tám sáu rồi đã. Dạ. Mừng quá cô chú anh chị à, gặp mấy cô khán giả. Bà con mình ở đây thân thiện dễ mến lắm. Dạ. Con chào ngoại. Để cháu đem ra coi. Ngoại ăn hết không? Dạ, để dành chưa ăn ngoại hả? Để dành chưa ăn. Dạ, tí mấy con ăn khác. Để đang đợi. Rồi đâu chút giờ em muốn về bên xèo rồi. Dạ. Ngoại ăn ít cháo để dành chưa ăn ngoại à. Dạ. Ngoại ơi, với dạ. Con cũng có món quà thay mặt cô Quyên á, ở bên Mỹ á, gửi tặng cho ngoại nha. À, cảm ơn em. Dạ. Ba cháu đi đây đi sau lên trồng đạo ơi. Dạ, xíu nữa lên tượng Trần Hưng Đạo á ngoại. Dạ. Ngoại nhiều sức khỏe ngoại nha. Cảm ơn ba cháu ơi. Dạ, dạ. Cảm ơn ngoại. Mình có gọi bún nè. Để tôi bún. Nè bún thập cẩm đi. Dạ. Có thịt bò nè. Phá nạn gì ông chẻ rồi đúng không em? Dạ. Chả. Bò viên. Bò tái. Mấy cái tô này đẹp ba mình ha. Cộng này mình vẫn gọi là phở đúng không chị? Ừ, phở khô. Dạ. Còn cộng đây là phở tươi. Dạ. Đây là phở tươi nè. Cái này là sốt gì vậy chị? Cái đó là xem tới. Xem tới. Tôm. Đây là chua. Đây là... Bắp mỡ. Ăn phở Hải Minh luôn. Ăn phở bún Hải Minh. Quá hấp dẫn luôn. Em là gì? Nóng hỏi. Mình mời cô chú anh chị mình ăn sáng luôn nha. Thơm đúng không Bảo? Này để cho anh trả tiền nha Bảo nha. Chứ dành trả tiền hoài. Đi ăn với Bảo với Đạt là mình ăn xíu là ra là kêu tính tiền rồi không à. Rồi mời hai em luôn. Ăn cái này xong làm ly cà phê sữa. Ngắm cảnh nữa là quá hợp lý. Nhưng mà em thấy mấy cái quán cà phê hồi nãy nó chiêu anh mới là ngồi sát bờ biển này ngồi. Bữa anh nghĩ giá cũng bình dân á. Anh Minh cũng thấy sáng cô chú nào cũng về đó ngồi uống cà phê. Còn bữa nay mát nè. Chứ gặp mấy bữa nắng. Bảo với Đạt hấp miếng nước lèo để cho cảm nhận đi. Giờ nước nó cũng dịu lắm. Ăn kiên cho con, nó con 3 tuổi rồi. Nó dịu. Con.
đây cô bảo một ngồi ít nên anh nó nhìn hơn lúc nhìn nó cũng không có đồng ý học lớp coi mà nhưng mà cái mùi đặc trưng thơm nhưng mà nấu với anh như thế này thì mình có thể mình nêm thêm gia vị như nước mắm ớt. Thường thì làm nước lèo á hay mình nêm nếm khi mình bán mình làm nó nhạt nó vừa thôi để cho người dùng mình nêm thêm nó sẽ hợp lý hơn. Mình cái mặn này cho vị của đó bán chung bún mà nóng hổi như thế này là quá ngon. Em thấy cô bỏ ít bột ngọt mì chín đó. Có nhiều cô thì bỏ mì chín nhiều hơn bởi vì cho nó ngọt cái nước. Cô bán chè đẹp nhất Hải Minh. Ôi giời ơi. Dạ. Ôi giời ơi. Cảm ơn con canh bóc lên xe cô lên quá. Tại cảm ơn cô bán chè cho má. Con chồng con ăn gì? Con lấy 2 ly nước tắm. Thôi để bán cho cô Phiên cái hả? Dạ. Muốn khui đi chút nữa để lại tờ 100 được rồi. Lần muốn 3, muốn 3, muốn 2, muốn 2 con 100 2 ngàn một đầu nữa. Sòi có cháy nè. Không biết có cô chú anh chị nào thích ăn cháy giống mình không? Bánh kiểu là bánh bột quá. Dạ, nhét xong bánh đào trộn dừa. Này là bánh bột ha. Dạ bán cái sao con? Dạ. Dạ bán cái bánh chè sao cũng muốn hổ rằng. Muối mè làm từ đường với đậu phộng. Nó thích ăn cái này lắm á. Nó dính dính. Cháu có mà. Cháu có mà. Anh chàng nó thấm nhiều lắm á. Mình chấm miếng ăn miếng này. Mời cô chú anh chị mình luôn. Món ăn tuổi thơ nè. Cái muối mè này á là bà con mình làm nó mặn mặn á. Hình như là thêm một xíu muối đó. Xíu muối, xíu đường. Ừ, xíu muối, xíu đường. Với đậu phộng. Rồi, 2 ly của tụi con này nha. Bánh này dẻo. Dừa béo béo giòn giòn cô làm đây cái sợ nó mỏng mỏng nó thấm hay ngon cho em con làm trồng hơi to gấp đâu đây rồi ăn mới thấm gấp đôi là cho nó đỡ nhập tâm dạ mà nó không thấm buông cảm giờ chưa giờ ăn chè cô chú anh chị à cái này gọi là đi ăn hàng nè. Ba anh em đi ăn hàng. Con đây có đậu ván này chị đậu ván luôn. Rồi đây của con đây. Chị đậu ván ngon lắm. Có thêm đậu xanh. Đây là củ lan này. Tươi tươi ghế nè. Ngọt. Nước cốt dừa béo béo. Tươi ghế nè. Con coi gì ra con thích nấu gì đậu ván. Ly 5 ngàn. Chè đậu quán là ngon nhất đó cô. Giờ mình mời cô chú anh chị mình đi lên để ngắm cận cảnh tượng đài Trần Hưng Đạo nha. Đây phía sau của mình. Nhưng mà lên đây hơi mệt chút. Mệt chảy mồ hôi hết luôn. Đây gặp nắng là đi mệt nữa. Trong này là khúc gió luôn á. Tượng cao 16 mét nha cô chú anh chị. Chính xác luôn á là tượng đài Trần Hưng Đạo á là chỉ cái hướng tây á về phía đầm Thị Nại nè. Đó. Bên trái là gần trung tâm thành phố Quy Nhơn, bãi biển Quy Nhơn. Nó hiện xuống là có gành ráng tiên xa luôn. Bên kia là gành ráng, ở phường gành ráng á, chấp danh với Xuân Hải, sông Cầu, Phú Yên. Ngoài này cũng có hải đăng nè. Đây ngọn hải đăng đây.
phía trên này là nhìn thấy toàn cảnh làng Hải Minh luôn. Một mặt là làng chài Hải Minh, còn một mặt phía bên kia là bãi rạn nha. Bãi rạn cũng đẹp với còn hoang sơ lắm. Bảo em đứng chỗ đó luôn. Bảo đứng đó để cô chú anh chị mình hình dung được tượng đài Trần Hưng Đạo cao với to như thế nào nha. Để mình đi một vòng luôn. Bà con mình bóc đá nè. Đá gì? Đập đá. Đập đá. Xin chào. Đá cây với đá bi. Đá bi này để bán quán cà phê hay bán nước mía nè. Có mấy chiếc đò bán dầu luôn. Xin chào. Hello, xin chào. Hello con. Hello. Hello em. Xin chào. Xin chào, dễ thương quá. Dạ, chào mấy cô. Anh giờ đi luôn chứ anh? Không hết, con đi qua bên kia mà. Hả? Đi nào? Mày đi qua bên kia. Đi qua làng bè. Ví dụ như bên này nè, còn có người yêu bên kia, tấu đi chơi, có đò rồi về lại không? Có chứ. Điện thoại đò nó nghe nó chở chứ. Dạ. Tầm mấy giờ cũng có. 11, 12 giờ cũng có, cho mình quen á, gọi là có. Thank you.
cô chú anh chị, bà con mình đi phát triển. Wow. Hàng nó dễ quá trời mạnh luôn. Cắt chẽm nữa ở biển. Im luôn. Hết mời là thấy im luôn rồi. Ăn quá nhanh luôn. Mình có xin phép được cô Tư với chú Tư ở Hải Minh nè, để quay về cái nghề nuôi hải sản trên bè nổi này. Này cá mú hả cô hả? Cá chẽm à, bên này mới là cá mú nè. Mú đây này, mú đây này, dạy cho mình. Nó đập lên dài lần. Mú với chẽm luôn. Mú nó ít quậy á. Dạ. Mú nó mình đỡ cho rô rồi xuống rồi quay được á. Nó quay cái gì á? Ờ, rùa nó đâu dùng nước đâu. Dạ. Nó ron rồi. Một cái món ít ăn quá. Trời ơi, dễ mà lúc bà con cho ông chú làm video làm những cách luôn. Ờ, ổng cũng định đi á, mày ổng đi á. Cá này mình nuôi mấy tháng là mình thu hoạch được cô? Một năm là nó được ký không cô ha? Dạ. Năm nay có giá không cô? Năm nay cá chẽm có giá không? Mấy trăm ký hả cô? Trăm mấy hả cô? Đó cho ăn cá tươi. Cô chú nói còn có nuôi cá hồng nữa. Thời gian lắm phải đi đâu phải mình đi một chỗ được đâu, đi chỗ nào chỗ kia. Cá chẽm này là nó sống ở nước lợ cũng được hả cô ha? Đúng rồi. Dạ. Là chú Mai. Dạ chú Mai. Chú Mai. Dạ. Hải Minh trong. Chú Mai Hải Minh. Mú này hay còn gọi là mú cợp hả chú ha? Ồ, cá mú thì nuôi nó lâu lớn lắm. Mú này nuôi chắc khoảng 11 tháng. Dạ. Chắc con cũng chưa tới ký hả chú ha? Con này cỡ ký mốt như mang đi. À dạ, vậy là cũng ok á. Nhưng vậy là cũng ok. Bán hàng chú có nấu nó ngó nào không có mua. Dạ. Vậy là nuôi tầm 11 tháng cũng được ký mấy? Dạ là ở đây bà con mình nuôi cá cũng tốt á, tụi cô anh chị. Có mú hợp lý. Dạ. Cái loại mú cợp này nếu mà nó lớn hết đát luôn là có con mấy chục ký à. Trăm ký có luôn á. Có. Nếu như mà mình nuôi thời gian lâu á, 3-4 ký con. Trăm ký mà mình lặn dưới nước chắc mình thấy rồi. Mấy con đó không dám lặn đâu em à, cái đó phải dùng lưới à. Bữa kia nuôi cái mú ngựa có một năm nó lên 7 ký một con, nuôi ba năm lên 25 ký một con. Trời ơi, trời đất lưới. nó to quá lớn, nó to như cái thùng vậy. Nó to bán nó được tiền lắm. Thì bán vô du lịch Nha Trang rồi, 20 mấy ký bán hình như là cỡ 6 con. Dạ. Chị. Thế là giờ sao không dám nuôi nữa hả chú? Không phải, cái giống nó ít lắm. Dạ, muốn nghệ nó là thỉnh thoảng nó có một hai con lật đầu. Bạn hàng nó ở vì Cù Sơn Tâm Quang hay là gì cái nơi có vô. Dạ. Mấy năm trước nó chưa nuôi là nó lật đầu nó lớn cả 3 năm không mà nó lớn. 3 năm mà 20 mấy ký. Quá dữ rồi. Lực dương người gọi là muốn ngỡ hiếm lắm. Muốn ngỡ dạ. Nó bây giờ là đa số đầu thì mình bán vô trong đó là nó lên nó làm du lịch đó. Dạ. Nó cái hồ rồi. Bữa con coi là ở trong Nha Trang có một bà chủ báo là ké đó một con mấy ký mà 3 triệu ký không bán. Ừ, đúng rồi. Hồi đó sờ lục nó chết bán có hình như tầm có 450 ngàn. Lục không bao giờ chết, cỡ nào cũng không chết luôn. Dạ. Mà em đều có chuông con gia đình. Mình lớn như thấu đó. Có được mấy con đó nuôi là quá đã luôn. Sau đầu là mình sợ là lục xuống là đầu rách lưới nó to quá, mình cứ ủi vô cái lưới đi thì sợ nó rách đi mất uống. Không nghĩ tới nghĩ lui cái xéo con cá mà mất ô cá, mà một ô cá giờ là một năm thu hoạch nó còn hơn xéo con cá đấy. Mà bây giờ biết đời cha nào mà đuổi nó rách cái nó ra hết tội. Dạ. Sau đầu đầu mình đem bán cho du lịch Nha Trang đó, nó ra nó mua 3 con đó, xéo con đó. Mấy con mú nó lớn nó mạnh lắm. Bây giờ nó nói là nó nuôi ra nó mua nó là nuôi về làm cánh.
mà không biết là nó vô đó là nó nuôi nó cây cảnh hay là nó cấy giờ đi, mình cũng biết. Vậy không vậy con nghĩ đúng đúng rồi, mấy bữa con cũng coi video cũng thấy một vàng cá bú. Ừ. Mà cái bú đó cô đó phải làm cảnh ta không có bán. Không bán, nó nuôi vậy thôi. Bán cũng không bán. Giờ đại số cái đợt đó mua bán xíu cùng đó rồi một tiết tôi vốn, nhưng mà giờ cái tiết cũng đâu có làm gì được đâu. Dạ, cô chú là nuôi ở đây chắc cũng được mấy chục năm chưa cô chú? Chắc tầm cỡ ở đây thì 30 năm, mà nuôi chắc cỡ 15 năm. 15 năm, dạ. Tại vì trước kia là làm cá su hô, sau này lên cơm mùm. Dạ. Hết cơm mùm là đầu là nó ngót rồi, là chuyển qua nuôi cá. Dạ. Tại vì đâu có đâu có du lịch đây nó ăn nhiều là đâu mình chuyển qua nuôi cá rồi. Dạ. Tại mình thấy du lịch đám cưới rồi nhà hàng mùa hè rồi đi chơi á, rồi đầu chuyển qua nuôi cá đây mình ăn lại. Cá chẽm. Cá chẽm đó là mình lấy giống ở đâu chú? Chẽm cũng lấy giống nhà Trang. Ở nhà Trang. Dạ. Muốn đi cũng lấy, tôi lấy nhà Trang. Dạ. Dỡ dạ. Ra luôn. Rồi cái bốt cũng vậy. Nói chung là đa số là cái giống của nhà Trang ra là nhiều. Dạ dạ. Nhưng mà mình ai là thích cái giống của ai thì nó đi quý bằng hàng lắm. Dạ. Dạ. Con ở đây thì đa số là mình mua cá của mình luôn. Ở đây nuôi cá cho nuôi tôm, mà trước kia có người nuôi tôm một người chắc. Dạ. Nước tháng 8 nước mưa xuống á. Dạ. Ở trong này là cái đầm nè, đầm này nước nó lợ. Đa số trước kia là nuôi tôm rồi, nuôi sầu giang kiểu nóng. Dạ. Nuôi tôm mà nó ngọt á, có nước ngọt nó có nước ngọt là không sao. Dạ. Còn cảm ơn rồi. Chú Mai nhiều nha, dễ thương quá trời luôn á, chia sẻ nhiệt tình nữa. Chúc cô chú năm nào nuôi cá cũng thắng lợi nha. Dạ. Tính toán có quay với cũng ở đâu. Dạ. Nói chung mình cũng chăn nuôi rồi cũng mua bán thiệt tình vậy. Anh em là tình cảm cái ấy thì mình họ mua mình cũng được. Dạ dạ. Nói chung mua bán mua cái mú với cái chẽm cái hồng đồ. À, kêu mình gọi từng kêu cái mẹ và đi kêu cái giống. Dạ. Thì nói chung mua bán cá thì mua bán đồng đủ loại. Mà gặp thêm mùa nó nhiều cá gì thì mình bán cá nấy à. Dạ. Mùa đây thì đặc biệt cái mú kia còn cái chẽm thâu chứ còn mấy con cá kia đậu tết xuất hàng hết rồi. Dạ tết xuất hàng còn. Và cái bốp thì nó phải tầm từ tháng 8 tới lên. Dạ. Làm có cái bốp kia giờ có nữa còn chút đồng của tỳ vậy sao? Dạ dạ. Nó mới lưu lượng cái bốp mà xuất ra phải từ 4kg trở lên. Dạ. Bà con mình cũng cố gắng nuôi để cuối năm á, cuối năm xuất ra thì cái tỷ lệ giá nó sẽ cao hơn. Đúng rồi. Dạ. Tại cuối năm nhu cầu người ta. Cái đó là ăn mạnh nhất. Đa số là cá bớp mà. Đa số là nó ăn gì mùa hè với gần tết. Dạ. Là mạnh nhất thôi. Còn mùa mưa là du lịch nông đâu có đi. Dạ. Mà đám cưới thì mùa mưa quá nông đâu có làm. Dạ. 9-10 mưa như bão đó ai đâu làm đúng không? Dạ, chú. cho nên là mình làm ăn cái gì nó thêm mùa nó mới nhanh được. Mùa du lịch với đám cưới rồi. Chú là quá kinh nghiệm mà nuôi mười mấy năm kinh nghiệm không luôn. Tính là mua bán đây cũng lâu, cũng 10 năm. Dạ. Xuất hành đã nuôi 5 năm rồi sau này mình thấy đầu ra nó sẽ bị bớt tách quá cũng lo đi tìm máu chỗ này chỗ kia từ thấy nhỏ đầu mình làm lên cái lớn lần nhá. Dạ. Rồi người ta làm sao được biết đầu sau nó cũng tìm tới nó hỏi số điện thoại rồi mình bán xí giá nó nhẹ bình thâu. Dạ. Ví dụ như ai mua số lượng nhiều thì mình giảm giá thành xuống, còn ví dụ nó mua mà cỡ 5-10 con thì mình đi tiền dầu qua kia qua lại nó ngót tiền dầu thì mình mới tính. Dạ. Nhất hơn đâu 3,000 để mình kéo qua cái chậu vô. Còn câu hao của mình nuôi ở dưới đây kéo lên thả xuống cá nó không ăn nữa. Dạ. Đừng ốm lần ấy thì mình cứ tính toán cho nó phù hợp. Dạ. Ừ. Nếu mà được thì con xin số của cô chú nha, để cho khán giả nào mà có nhu cầu mua cá mú hay là cá chẽm nè, hay là đợt cuối năm muốn mua cá bớp cá hồng á thì liên hệ chú Mai nha. Dạ. Giờ mình sẽ tạm biệt làng Hải Minh. Cảm ơn anh nhiều nha anh. Dạ bye bye anh. Đây là bến đò Hàm Tử nè.
cái cầu Hàm Tử này là nói dài với cái đường Hàm Tử luôn á. Bên trái là cảng cá Quy Nhơn. Tầm 12 giờ trưa ở đây hải sản vô nhiều lắm, hải sản của người giả. Dạ hello anh. Dạ chào chú, có một chiếc lưới rút mới vào. Vô trong cảng Quy Nhơn neo đậu với bán cá. Giờ này mấy chiếc ghe giả cập cảng Quy Nhơn để mà bán hải sản nè cô chú anh chị. Tầm giờ trưa là giả sẽ vào. Chiếc giả kia là bán xong rồi nhường chỗ cho chiếc khác vào. Chuyện cá với mực vô nè, có tôm nữa. Cá đuối. Phía trong kia bà con mình đang căng bán sỉ á, nậu bán cho sỉ. Con có ngựa vàng to. Căng ngựa. Đổ rồi, đốc qua lại luôn, đổ rồi. Cảm ơn cô nhiều. Đó còn nhỏ rồi mà. Thôi con bữa mà bự rồi thôi, đi bà. Dạ dạ, cô căng đi cô, xài xong rồi.
Má là đẹp, má tính vô 97. 97 em. Ờ. Đây là anh em đủ hả? Ở đây gửi cho em nè. 27, trai đây là 30 ngàn nữa, 300 ngàn luôn. Mà khỏi lai. Dạ. 300 chứ kia 97. Bóc cá xong rồi mấy chú. Chưa bán hả chú à? Siêu nước bóc dạ. Dạ dạ đúng rồi cô. Dạ. Dạ. Mẹ mấy chú đang ngồi nghỉ mát đợi xíu bóc cá bán. Mình là đi lưới đút hả chú hay là đi thu mua? Lưới đút, dạ. Lưới vầy á. Mấy chú bóc cá nè. Cá thu, cá dũa. Đó, cá thu đó. Mấy hầm luôn, một nắp là một hầm. Dạ chú. Thêm mấy chiếc giả nữa vào. Cá thu với cá ngừ dưa, sọc dưa. Dạ dạ tôi có mất. Dạ. Qua qua đi. Có mấy khay cá đục nữa. Em mới chỉ nghe nó làm. Cá đục xương. Có mấy con cá to to không? Cảng Quy Nhơn có nhiều loại hải sản lắm. Tôm, cá, ghẹ, mực. Đợt này thì vẫn còn ít á, đợt trước em ra rất là nhiều luôn. Cá này lần đầu mình thấy luôn. Chú ơi cá là cá gì vậy chú? Đủ loại mà. Dạ có con cá màu hồng á. Nhỏ nhỏ. Nhỏ. Yeah.
khủng thôi. Con nào con nấy rất là bự. Mày còn đó mét mấy không á? Dạ con chào bác. Dạ đi xin cá hả bác hả? À, dạ, dạ bác ơi, con có món quà thay mặt cô Quyên á gửi tặng bác nha. Dạ sức khỏe nha bác nha. Dạ cá cờ hả chú? Cá giòn. Gọi là cá giòn. Dạ. To chú ơi. Con này mình độ được bao nhiêu ký không? Ừ, một tạ. Một tạ. Trời ơi là to. Nặng quá mà. Cá này là đánh khơi. Không nổi. Hai người. Cá ngừ đại dương. Con này cũng nặng. Mấy chục ký à. Cô chú anh chị mình mà có muốn đến cảng Quy Nhơn á để xem bà con mình mua bán hải sản á thì đi tầm 1-2 giờ sáng hoặc là khung giờ 12 giờ trưa nha. Lấy chưa cá. Ờ bốc ông ơi, còn lấy lúc. Cái bị á. Đi xin cá hả chú ha? Ừ. Đi xin cá hả chú? Dạ. Chú ơi con thay mặt cô Quyên ở bên Mỹ á gửi tặng chú nha. Dạ bây giờ mình ngắm đường xá Quy Nhơn một chút nữa nha cô chú anh chị. Đây là đường Trần Hưng Đạo nè. Cô chú anh chị và các bạn mình mà có muốn xuống cảng Quy Nhơn á thì đi cái đường Trần Hưng Đạo giao với đường Hàm Tử. Bão sẽ rẽ ra cung đường Xuân Diệu nè, đường ven biển. Thành phố Quy Nhơn hay còn gọi là thành phố hải cảng Quy Nhơn. Nếu mà cô chú anh chị muốn lên cảng thì chị đường biển rẽ là đường Trần Hưng Đạo dễ hơn, dễ biết hơn. Xuống Xuân Diệu. Thường mà mình đến Quy Nhơn á, mình đến bãi biển Quy Nhơn nè là mình sẽ đi đường Xuân Diệu với đường An Dương Vương, là hai cái đường này nó nối tiếp nhau á.
là mây nó che luôn. Chạy cái cung đường này công nhận mát thiệt ha Bảo ha. Dạ. Gió. Nãy giờ anh em mình đi nó ngắm trong người á, cái giờ mình chạy đường biển nữa gió thảo mát. Cái giờ mà anh nhìn xuống mù nó cũng vậy nè. Bãi biển Quy Nhơn cát sạch lắm. Buổi sáng bà con mình tập trung ra đây tập thể dục với tắm biển cũng nhiều. Địa bàn cát rồi. Cô Quyên ở bên Mỹ á, để tặng cho ngoại 200.000 nha, ngoại lấy giúp con. Dạ. Dạ rồi, chúc ngoại nhiều sức khỏe ngoại nha. Dạ. Dạ con chào ngoại. Ngoại ơi, con có món quà thay mặt cô Quyên á, gửi tặng cho ngoại. Dạ. Cái gì đâu? Dạ. Tôi không có thấy đường á. Dạ, rồi 200.000 cắt kỹ nha. Như vậy. 200.000 một tờ. Đây. Cái giờ bà kia. Dạ ngoại. Bà đó bà cắm cái cây bà không thấy được. Dạ. Nó bà cũng bị giật đó con. Dạ rồi, con thay mặt cô Quyên á gửi tặng ngoại nha. Chỉ cổ đại á. Dạ. Rồi chúc ba ngoại nhiều sức khỏe nha. Dạ. 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 Không có gì hơn, con chúc mấy ngoại nhiều sức khỏe. Dạ. Không bây giờ chạy. Con đứng nơi nào ra rộng. Dạ con xe. Không bây giờ bà ngoại lên chị lại con một gọi số. Mấy dạ. Đó con mua con cứu mạng cho bà ngoại nha. Bà ngoại không có nghĩ gì hết. Thôi con mua được không? Có 10.000 con mua không, tờ. Bà ngoại tặng cho bà ngoại không có bán luôn. Được chưa? Dạ con được. Con nhận dạ. Nghe nặng cho bà ngoại vui. Mình nhận cho ngoại. Bà ngoại rút. Dạ. Không biết sao con. Tặng con. Đây đâu đâu. Đây. Đó đâu. À con này dạ đó. Con cứ cầm đi. Dạ. Cái tờ nào chúng ta thì anh cho. Dạ. Chào. Dạ rồi con chào mấy ngoại nha. Sao đâu ngoại chưa cần nói ngoại. Dạ. Cần dạ. Với con á. Dạ. Mới tôi không có thấy đường đó nói là tôi bỏ tờ rồi. Dạ giờ mới bán số. Dạ con có món quà thay mặt cô Quyên á để tặng chú nè. Dạ bye bye chú.